Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, mùng 2 tháng 8 2021. Lạy Cha thương xót, thân con tội lỗi. Lời Chúa thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, mùng 2 tháng 8 2021. Xin chào anh chị em, chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi và bình an trong lòng thương xót của Chúa. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tháng 8 và thứ hai đầu tuần. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mặc dù virus corona vẫn chưa đẩy lùi được, nhưng chúng ta vẫn sống trong bình an vì tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em đang tham dự vào tuần Kiều Nhật kính lòng thương xót Chúa, cầu cho Việt Nam và toàn thế giới trong cơn đại dịch. Trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp từ ngày thứ hai 26 tháng 7 đến hôm nay là thứ hai mùng 2 tháng 8 là ngày thứ 8 trong tuần Kiều Nhật, ngày mai là ngày kết thúc. Mời anh chị em cùng sốt sáng cầu nguyện với tuần Cửu Nhật kính lòng thương xót Chúa. Chúng ta lo cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nuôi dưỡng thân xác, nhưng đừng quên nhu yếu phẩm quan trọng hơn và tối cần thiết, nuôi dưỡng linh hồn, tinh thần. Đó là cầu nguyện, đó là nghe lời Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, vì không thể đẩy lui kẻ thù vô hình bằng sức của con người, mà phải bằng quyền năng của đấng vô hình đầy lòng thương xót là chính Thiên Chúa. Và ngày thứ hai chúng ta nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời, nhất là những người qua đời vì nhiễm virus corona, trong đó có rất nhiều người thân của anh chị em ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, dù là người Công giáo hay là người không Công giáo, xin Chúa đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa và an ủi nâng đỡ người thân đang thương nhớ những người đã qua đời. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 18 thường niên. Bài đọc 150 trong sách Dân số chương 11 câu 4b đến câu 15. Dân số 11 4b đến 15. Bài trích sách Dân số. Ngày ấy con cái Israel nói: ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền? Rồi nào dưa gan, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Manna như hạt ngò và trông nó như nhựa hương. Nhưng cứ việc chia nhau đi lượm, cho vào cối xay hoặc cối giã mà nghiền tán ra, rồi bỏ vào nồi nấu bánh. Và mùi vị của nó như mùi vị bánh trên dầu. Đêm về sương rơi trên doanh trại thì manna cũng rơi xuống. Ông Mô-sê nghe thấy dân tụng năm tụng bảy theo thị tộc mà kêu khóc tại cửa lều của mình. Còn Đức Chúa thì bừng bừng nổi giận. Ông lấy làm khổ tâm và thưa với Đức Chúa: sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã kêu mang tất cả dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không mà Ngài lại bảo con hãy bồng nó vào lòng như vui nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào miền đất ta đã thề hứa với cha ông chúng?
Con lấy đâu ra thịt cho cả dân này ăn khi chúng khóc lóc đòi con? Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy thì thà giết con đi còn hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta. Dân ta đã chẳng nghe lời, Israel nào đâu có chịu. Ta đành mặc họ lòng chai dạ đa, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta. Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta trí, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quật ngã. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta. Kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bỡ, ấy là số phận chung muôn đời. Còn dân ta, ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hào, mật ong rừng ta cho hương thoa thuê. Reo lên mừng Thiên Chúa, đấng trợ lực chúng ta. Alleluia, alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 14 câu 22 đến câu 36. Matthew 14 22 đến 36. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Mà đấy!" Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Hỡi kẻ kém lòng tin, sao mà hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ nghe nhiều người đang cảm rảm kêu trách: "Chúa ơi, virus corona nó còn đến bao giờ? Chúa ơi, sao Chúa không chữa lành cho người thân của con đang bị nhiễm virus corona? Chúa ơi, tại sao mà Chúa để cho chúng con bây giờ ảnh hưởng của virus corona, không có công ăn việc làm, buôn bán thì cũng bị khựng lại, rồi biết bao nhiêu thứ gánh nặng đang đè trên con.
Chúa ơi, con đã cầu nguyện, con đã khấn xin, con đã làm tuần kiều nhật, con đã lần Chúa mân côi. Tại sao mà Chúa không giải quyết? Tại sao mà Chúa không giải gỡ? Tại sao mà Chúa không ra tay? Chúa ơi, Chúa còn đợi đến bao giờ, đến bao giờ, đến bao giờ? Giống như ngày xưa dân Do Thái đi vào trong hoang địa, càm ràm, kêu trách. Ai sẽ cho chúng ta có thịt ăn đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền đồi nào dư gang, dư bờ, hẹ hành nào tỏi. Còn bây giờ ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy manna thôi. Con người ta mau quên ân huệ Chúa ban, chỉ biết càm ràm kêu trách Chúa cái hiện tại, vì không được như ý, không như mình muốn, không như mình mong, không như mình chờ. Mình muốn chứ không phải mình cần. Cái mình muốn chưa chắc mình cần. Và những gì mình tính toán, mình dự định chưa hẳn đã là Chúa dự định tính toán. Vì trời xa hơn đất, trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa, dự tính của Thiên Chúa với đường lối và dự tính của con người cũng khác xa nhau bấy nhiêu. Ta chỉ suy nghĩ theo kiểu tự nhiên, theo kiểu con người, chỉ suy nghĩ tính toán theo cái gì có lợi nhất cho ta, và chỉ muốn Chúa ban cho ta, Chúa làm cho ta những cái gì mà ta thấy là đúng nhất, là lợi nhất, là hay nhất, là đẹp nhất, vì ta thấy như vậy, ta cho là như vậy. Nhưng mà có bao giờ mình nói rằng là, có bao giờ mình suy nghĩ rằng là những điều tôi nghĩ, tôi tính, tôi xin, tôi cầu có phải là điều Chúa muốn hay không? Những chương trình, những dự tính của tôi có nằm trong chương trình dự tính của Chúa hay không? Và ý của tôi có phải là ý của Chúa hay không? Thưa chị em, con người ta hay càm ràm lắm. Cứ không được như ý là càm ràm. Mà hôm nay thì ý họ như này, mai có thể ý họ đã lại khác rồi. Ngày xưa thì chỉ muốn ra khỏi đất Ai Cập thôi. Bị nô lệ, bị hành hạ, kêu thấu đến trời. Trời nghe và trời cứu ra khỏi Ai Cập. Bây giờ thì lại tiếc rằng, ngày xưa tôi ở Ai Cập thì tôi được ăn dư gang, dư bở, hành hẹ nào tỏi. Họ chỉ thấy cái trước mắt, chỉ thấy cái lợi, cái thỏa mãn, cái nhu cầu ăn uống của họ. Mà họ không thấy rằng là cái ăn, cái uống đó, cái lợi một tí đó so gì với cái hại lớn, đó là làm nô lệ suốt đời bên Ai Cập, hết đời cha đến đời con đến đời cháu. Cái tự do của con người họ không cần. Cái quyền lợi thiêng liêng mà Chúa ban, ân huệ thiêng liêng Chúa ban, họ cũng chẳng cần. Họ chỉ cần cái trước mắt. Đói thì ăn, cho ăn rồi, bây giờ lại còn muốn ăn ngon. Ngày xưa đói thì chỉ cần muốn ăn cho no, mặc cho ấm. Bây giờ Chúa ban cho ăn no mặc ấm rồi thì lại đòi phải ăn ngon mặc đẹp chứ. Chúa ban cho ăn ngon mặc đẹp mà không là bắt đầu cảm ràm. Chúa ơi, keo quá, Chúa ơi, thế này, thế nọ, thế kia. Người ta đã thoát khỏi nô lệ rồi, thoát khỏi vòng vây của ma quỷ rồi, bây giờ lại còn muốn quay lại, còn muốn nuối tiếc, với lại muốn làm nô lệ nữa. Không thấy cái tự do của con cái Chúa là như thế nào. Không thấy rằng lúc mình đang sống đây, đang ở đây, đang hưởng những ân huệ Chúa ban đây, mà chỉ nhìn cái quá khứ thấy tiếc nuối vì mình không được như ngày xưa. Bây giờ chúng ta thấy mình đang được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vì giãn cách. Không thấy đó là ân huệ Chúa ban, mà chỉ càm ràm kêu trách, trời ơi, ngày xưa tôi được tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ không nhận ra rằng Chúa cho mình nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để có dịp như là Đức Giêsu mình vào nơi thành vắng mà cầu nguyện. Sau khi làm phép lạ cho người ta được ăn bánh no nê rồi, người ta muốn
tôn Chúa lên làm vua. Và các tông đồ thì đang hí hửng. Chúa giải tán đám đông, truyền cho các tông đồ sang bờ bên kia, còn Ngài lui vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Cũng có lúc cuộc sống của mình cũng phải dừng lại. Đây là lúc mình đang dừng. Và ba tuần lễ vừa qua, chị em đã có dịp cảm nghiệm điều đó. Thay vì mình nói rằng tù lỏng là bị giam, lỏng là bị mất tự do, thì hãy nghĩ rằng đó là mình được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tĩnh tâm. Như Đức Giêsu vào trong núi, vào trong nơi hoang vắng mà cầu nguyện một mình. Một mình với cha, chứ đâu có phải một mình không. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi sống những cái giây phút này như thế đó đi. Rồi đâu có phải êm ả đâu. Khi các tông đồ trèo trống, chúng ta thấy bị sóng đánh và ngược gió. Và khoảng canh tư người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau ma đấy và sợ hãi la lên. Thưa anh chị em, mới thấy phép lạ Chúa làm, nuôi cho bao nhiêu người ăn. Mới hí hửng phấn khởi vì người ta tôn Chúa lên làm vua, thì nếu mình ở lại thì mình cũng được làm quan chứ kém cạnh gì. Mới đó thôi. Vậy mà bây giờ, khi ở trong hoàn cảnh là thuyền bị sóng đánh vì ngược gió, thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, không nhận ra rằng đó là một Thiên Chúa đầy quyền năng, mà lại bảo là ma. Nghĩ thử coi, sống với Thầy, đi với Thầy, ở với Thầy, chứng kiến bao nhiêu điều lạ lùng Thầy làm, mà bây giờ mới có một chuyện không hay xảy đến là lòng tin đi đâu mất tiêu. Mà nhìn Chúa thành con ma thì cũng lạ thật đấy chứ. Và ngày hôm nay cũng vậy thôi. Khi những khó khăn xảy đến, lòng tin của mình chao đảo và không thấy Chúa đâu, chỉ thấy xung quanh đều thấy ma. Bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy vi trùng, chỉ thấy virus. Có anh bạn bảo tôi, cha ơi, cha phải cầu nguyện như thế nào? Cha nhắc nhở và cha chia sẻ người ta như thế nào? Chứ cái sợ nhất, cái hậu quả ghê gớm nhất mà virus corona để lại, đó là bây giờ người ta nhìn đâu cũng thấy vi trùng, nhìn đâu cũng thấy virus. Và không còn ai tin ai nữa. Không biết mình gặp người này thì virus nó xâm vào mình hay sao đây. Không còn ai dám gặp ai nữa. Nghi ngờ hết mọi người. Và cũng nghi ngờ cả chính mình. Không chừng mình đã có rồi, có virus rồi, không chừng. Có anh bạn đi thử virus, coi có bị nhiễm hay không. Chúng tôi đi thử chung với nhau cả bao nhiêu người. Mọi sự chúng tôi thấy bình thường thôi. Nhưng mà đến 4 giờ chiều thì anh nhắn tin rằng là tạ ơn Chúa. Cả buổi trưa không ngủ được vì lo sợ quá. Thử rồi mà không biết kết quả như thế nào. Sau khi chầu thánh thể hết sức sốt sáng về, nhận được kết quả là âm tính, mừng quá. Trong khi đó tôi bảo tôi thử rồi, tôi không thấy người ta báo cho tôi, thì có nghĩa là tôi không có sao chứ có gì đâu mà tôi phải sợ. Và anh không sợ à? Nếu mà người ta thử biết tôi là dương tính thì đã đến người ta lôi cổ tôi đi rồi. Mà tới bây giờ người ta không lôi tôi đi thì tôi biết là tôi là âm tính, có gì mà tôi phải sợ. Thì thưa anh chị em, cái lo sợ là cái mà con người ta rất dễ, lúc nói thì dễ. Nhưng mà lúc mà gặp những hoàn cảnh nó xảy đến, cái lo sợ, cái hoảng sợ, cái hoang mang vì niềm tin của chúng ta yếu đuối mỏng manh lắm. Như là Phêrô, nếu là Thầy thì xin cho con đến đi trên mặt biển mà đến với Thầy. Chúa bảo cứ đến. Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu.
nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Sợ và bắt đầu chìm. Nếu không sợ thì không chìm, mà sợ là vì yếu tin. Cho nên Chúa mới nói rằng là hỡi kẻ kém tin sao lại hoài nghi. Ông la lên: thưa Ngài, xin cứu con với. Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: hỡi kẻ kém lòng tin sao lại hoài nghi. Giận thì giận, mà thương thì thương. Như người Do Thái kêu trách Chúa, Chúa nổi giận như thế, nhưng mà Chúa vẫn thương, vẫn chiều lòng họ, để nuôi dưỡng họ, không những có manna và có cả thịt cho họ ăn nữa. Ở đây, Chúa cũng mắng Phêrô là hỡi kẻ kém lòng tin sao lại hoài nghi, nhưng mà vẫn liền đưa tay nắm lấy ông. Ngày hôm nay, Chúa cũng nắm lấy tay mỗi người chúng ta đang hoang mang, lòng tin chao đảo. Nhìn đâu cũng thấy virus, nhìn đâu cũng thấy hoài nghi, mà đáng lẽ ra thì phải nhìn đâu cũng thấy Chúa chứ. Mình vẫn nói rằng là giáo lý vẫn dạy rằng, mình vẫn tuyên xưng rằng, hỏi Đức Chúa Trời ở đâu, thưa Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Phải như một người mà yêu nhau, nhìn quanh đây đâu cũng là em, chung quanh đây đâu cũng là em. Thì mình, nếu mình yêu Chúa thật, thì phải nhìn đâu cũng thấy Chúa. Chúa hiện diện không phải chỉ trong nhà tạm, không phải chỉ trong nhà thờ, mà Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, ở trong lòng của mình. Chúa hiện diện qua mọi biến cố của cuộc sống. Và những lúc mà mình hoang mang hoảng sợ nhất thì là lúc mà Chúa đang đến với mình, nhưng mà vì mình sợ quá, lòng tin mình yếu quá, cho nên Chúa hóa thành ma. Nhìn quanh đâu cũng thấy là ma, nhìn quanh đâu cũng thấy là vi trùng, nhìn quanh đâu cũng thấy là virus, mà không thấy Chúa đâu hết. Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi? Ta đây, chính Thầy đây, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Các bạn lặp lại đi: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Như lúc mà bạn đang nhìn quanh đâu, quanh đây, chỗ nào cũng chỉ thấy vi trùng, chỉ thấy virus corona, hoảng quá, Thầy ở đâu? Bỗng nghe: chính Thầy đây, đừng sợ. Đang đi trên mặt nước, rồi sóng nổi lên mà chìm xuống. Cuộc đời của mình đang yên ả, bỗng phong ba bão táp nổi lên, virus corona nổi lên, mình bị nhiễm rồi, gia đình mình bị nhiễm rồi, rồi khu vực mình bị cách ly rồi. Hoảng quá, chìm xuống. Chúa nắm lấy tay và nói: chính Thầy đây, hãy an tâm, đừng sợ. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng. Những kẻ trong thuyền bái lại người và nói: quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi đã qua biển rồi, Thầy trò đi lên đất liền vào Genesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-xu. Người ta nhận ra Đức Giê-xu, còn các tông đồ thì không nhận ra Chúa mà tưởng là ma. Cho nên đọc đây tôi bỗng suy nghĩ, những người dân, họ đơn sơ, họ hồn nhiên, họ nhận ra Chúa, nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa dễ hơn. Những người đi tu như chúng tôi, những người có chức sắc, có học vị, đôi khi mình suy lý nhiều, mình duy lý quá, mình lý luận quá, cho nên mình lại không nhận ra Chúa. Còn những người dân địa phương nhận ra Chúa, tung tin ra khắp vùng. Nhận ra Chúa thì tung tin ra khắp vùng. Nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa thì đi loan truyền cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn những người duy lý
những người bàn giấy, những người ngồi văn phòng, những người có chức tước, địa vị, sợ mất chức, sợ mất mũ, sợ mất ghế, cho nên là không dám đụng đến lòng thương xót Chúa hay sao? Không dám tung tin loan truyền lòng thương xót Chúa hay sao? Không dám nói đến lòng thương xót Chúa hay sao? Người ta đem tất cả những người ốm đau đến với Chúa. Người ta đem tất cả những người ốm đau đến với Chúa. Mà vì những người ốm đau đến với lòng thương xót Chúa, ta lại cấm cản. Họ nài xin Chúa chỉ sờ vào tuã choàng của Chúa thôi. Và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Lòng tin đấy. Lòng tin hồn nhiên đơn sơ chân chất như vậy đấy. Tin rằng chỉ sờ vào gấu áo choàng của Chúa thôi thì được cứu. Được cứu không phải là vì cái áo đó cứu, không phải vì cái tay đó sờ, nhưng mà lòng tin của con cứu chữa con. Con tin thế nào con được như vậy. Và lòng tin nó phải diễn tả ra dưới những hình thức khác nhau. Những cách thức diễn tả lòng tin, ta đừng cười, đừng chê rằng họ mê tín. Vì mình duy lý, mình cứ chê cười người ta mê tín, cho nên mình cuối cùng mình là người chẳng được ơn gì hết. Còn người ta niềm tin họ hồn nhiên đơn sơ và họ diễn tả ra như vậy. Phải trân trọng niềm tin của người ta, trân trọng cái cách diễn tả quê mùa hồn nhiên đơn sơ chất phác của họ. Mình học, mình có bằng cấp địa vị, mình duy lý, mình lại không dám diễn tả niềm tin của mình ra vì ngại, mắc cỡ, xấu hổ ư, hay là sợ mình diễn tả ra thì người ta cho rằng là mình là bình dân ư, mình là mê tín ư. Ai nói gì thì nói, lòng tin của tôi diễn tả ra bên ngoài, chứ tôi không đóng kịch, chứ tôi không mê tín, chứ tôi không làm trò, chứ tôi không có đóng tuồng. Không. Người ta đến người ta sờ vào gấu áo Chúa và họ tin rằng là khi tôi sờ vào gấu áo Chúa thì tôi được khỏi. Vì người phụ nữ bị loạn huyết, họ tin rằng sờ vào gấu áo Chúa thì Chúa nói như là có một sức từ nơi Chúa phát ra chữa lành người đó. Chứ đâu phải là cái việc sờ vào cái áo đó là khỏi. Nhưng mà đó là lòng tin được diễn tả qua những hình thức đơn sơ như vậy. Cái cách thức diễn tả quê mùa như thế đấy. Nhưng mà Chúa nhìn thấy tấm lòng. Chúa không cần cái lý luận, Chúa không cần những cái duy lý, Chúa không cần những cái lý thuyết, mà Chúa cần thực hành diễn tả lòng tin đó ra. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, giữa những khó khăn chồng chất của cuộc sống, khủng hoảng kinh tế, vật chất đủ mọi thứ, ta tập mở miệng ra là Hallelujah, tạ ơn Chúa, thay vì cảm rảm kêu ca. Có những người bị bệnh than, cứ mở miệng ra là than, than thân, trách phận, kêu ca, trách móc, phê bình, chỉ trích, đủ mọi thứ. Mơ miệng là toàn nói cái điều tiêu cực, toàn nói cái gì đâu không. Và có những người ngày hôm nay lại không tin vào Chúa, không tin vào tin mừng, không tin vào giáo huấn của giáo hội, lại tin vào những cái con người bịa ra. Có khi do ma quỷ xúi dục, nói những điều nghịch với giáo huấn của giáo hội, nghịch với giáo lý, và nhất là không đi vào trong giáo hội, không tuân theo sự hướng dẫn của đấng bản quyền, không vâng lời, tách ra một nhóm xưng là sự thật, rồi suốt ngày đi truyền những video, không những ở Việt Nam mà cả những nước ngoài nữa. Và tệ hơn cả là có những nữ tu, những tu sĩ và cả linh mục tin vào những cái đó rồi đi phát tán những cái video đó ra. Và những người giáo dân thì thấy cái gì lạ, thấy cái gì mới mới là bắt đầu chạy theo, tin sái cổ vào những điều những người đó xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ mà khải nói ra. Cho nên cái niềm tin nó cứ bấp ba bấp bênh, phập pha phập phồng.
nó nổi nổi tí rồi nó lại chìm. Cứ thấy cái gì hay hay, cái gì lạ lạ, cứ anh nói những cái chuyện mà nói về tương lai với tiên tri với dự đoán là tai nạn thế này thế kia. Cái đó thì Chúa đã nói rất nhiều rồi, Tin Mừng nói rất rõ rồi, còn phải ai cần ai nói nữa. Có khi bây giờ họ mới nói những chuyện đang xảy ra, nhưng họ bảo rằng người ấy đã nói cách đây 5 năm, 10 năm, bây giờ nó đã đang xảy ra. Như vậy là tiên tri là thánh. Vậy mà cũng cứ tin. Và bây giờ đi tin chứ không có thì trễ rồi. Trễ trễ cái gì? Lời của Chúa có từ bao nhiêu ngàn năm rồi. Chúa đã báo cái chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Năm nào cũng nghe đi nghe lại rồi. Mà sách thánh đã mà đọc, tôi nói là nó có trong sách thánh rồi, mà không, cái này là mới, người ta, người ấy, bà ấy, cô đó mới nói trong sứ điệp từ trời, trong sách sự thật, trong gì gì đó, cảnh báo thế giới thế này thế kia. Chúa đã nói với Faustina rất nhiều rồi, Chúa cảnh báo rồi. Nếu con người không quay lại với lòng thương xót Chúa, thì chuyện gì đã xảy ra, Chúa đã nói rồi. Và con người ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Xin cho mỗi người bám chặt vào lời Chúa, vào giáo huấn của giáo hội, sự hướng dẫn của các đấng bản quyền. Đừng tin vào những gì ngoài luồng. Đừng tin vào những gì không thuộc về giáo huấn của giáo hội và không được giáo hội chuẩn nhận. Đừng để cho niềm tin mình phập phồng bấp bênh lúc nổi lúc chìm như Phêrô. Đừng để Chúa phải mắng rằng là hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi mà lại cứ tin vào những cái không cần tin, không đáng tin, không nên tin và không được tin. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, để chúng con được bình an giữa những sóng gió của cuộc sống hôm nay. Mời anh chị em cùng chuẩn bị tâm hồn rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Lạy Cha là niềm an ủi.